cái cây lan tiêu ấy là nó đặc điểm của nó là cái rễ của nó rất là mềm, thân thì nó là thân thân gỗ đấy, nhưng mà cái rễ của nó mềm cho nên là nó lại ăn là bề mặt nổi. Chúng ta nhớ là trồng ở trên bệ để cho cái thân bệ nó lộ ra, và cái bề mặt này hoặc là cái khi mà chúng ta trộn đất trồng ấy, là nên các bạn làm sao để cái đất nó tơi xốp càng tốt. Nhưng trong cái trường hợp mà cái đất nó cứng quá, nó lì mặt đất thì nó lại không tốt cho cây, bởi vì khi mà cái rễ nó mềm như vậy nó không khả năng đâm xuyên, đâm xuyên sẽ kém các bạn đấy. Cho nên ưu tiên các bạn nên trộn kết hợp các loại đất để nó tạo cái độ tơi xốp là hiệu quả nhất cả nhà. Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây đó là cách đây 20 năm. Thời điểm tốt thứ hai để trồng một cái cây đó là ngay bây giờ. Rồi, xin chào cả nhà, chào các bạn nha. Tháng 7 các bạn ạ, tháng 7 là cái tháng mưa ngâu ạ. Mưa nó mà đúng cái chiều nay ấy, thì mấy ổn là một chút rồi các bạn. Chiều nay thì không có mưa, nhưng mà không biết qua đêm thế nào. Các bạn nhìn thấy cái khu vực này, chỗ nhà mình này, đấy, cả một kênh mà nó ngập văng này. Tức là cái đợt này là ngập ngập khủng khiếp nhất trong cả 2-3 tháng trước đây. Đấy. Qua có một cái một anh cũng là cái người khách hàng thân thiết bên nhà mình, thì anh có ủng hộ, tức là khoảng trước 3 tháng thì anh có ủng hộ mấy cây các bạn. Đầu tiên thì anh mua một cây mộc hương. Mộc hương thuần chậu lâu lắm, trồng cũng 8 năm. Và sau đó là anh lại mua tiếp một cái cây mộc hương thứ hai, nhỏ hơn một chút, cũng là cây mini. Rồi lại đến những cây như cái lan tiêu ấy các bạn. Đấy, lan tiêu. Thế thì cũng thật sự là rất cảm ơn cả nhà. Đấy, thông qua các cái chương trình của mình ấy, thì cũng biết đến mọi người, rồi là anh em qua ủng hộ. Thì đấy là cái mà mình cũng rất là cảm ơn mọi người. Thì dần dần thì mọi người thấy là những cái cây mà ở trên rừng, hoặc là những cái cây mà chúng ta chưa bao giờ gặp nó và cũng chỉ nghe người khác kể thôi, đấy, thì dần dần nó sẽ nhiều người biết đến các bạn ạ. Nó cũng giống như cây mộc hương trước ấy, thì cây lan tiêu cũng như vậy. Cây lan tiêu cũng như vậy, thì cái gì cũng thế thôi. Bây giờ ít nhất là cái người chơi, người ta phải có cái trải nghiệm. Thì khi mà trải nghiệm như vậy thì người này mách người kia, người ta chia sẻ đấy, chia sẻ cho nhau, thì dần dần nó sẽ là tạo lên một cái trào lưu mới để người ta chơi cây ấy, chọn những cây để chơi các bạn. Này, hôm qua mưa. Thì có ở đây có 5 cây. Có 5 cây thì ở số video trước mình chia sẻ các bạn rồi đấy. 5 cây thì cái cây này là nó nằm ở vị trí này là nó không có ảnh hưởng một cái bóng cây nào khác. Nên cây này nó xòe khá là đều này cả nhà. Đã đều. Thì cây ở trong kia thì có cái anh trai anh đã mua cái đấy rồi. Thì còn lại là 4 cây này các bạn. Còn 4 cây. Đấy. Cái này thì đặc điểm mà khi các bạn chơi lan tiêu ở đây là các bạn chú ý cho mình vài đặc điểm nhé. Cái cây lan tiêu ấy là nó đặc điểm của nó là cái rễ của nó rất là mềm. Thân thì nó là thân thân gỗ. Đấy, nhưng mà cái rễ của nó mềm cho nên là nó lại ăn bề mặt nổi. Chúng ta nhớ là trồng ở trên bệ để cho cái thân bệ nó lộ ra. Và cái bề mặt này hoặc là cái khi mà chúng ta trộn đất trồng ấy, là nên các bạn làm sao để cái đất nó tơi xốp càng tốt. Nhưng trong cái trường hợp mà cái đất nó cứng quá, nó lì mặt đất thì nó lại không tốt cho cây. Bởi vì khi mà cái rễ nó mềm như vậy nó không khả năng đâm xuyên, đâm xuyên sẽ kém các bạn. Đấy. Cho nên ưu tiên các bạn nên trộn kết hợp các loại đất để nó tạo cái độ tơi xốp là hiệu quả nhất cả nhà. Đấy. Tới xốp. Nói chung là chơi lan tiêu là khi mà chơi mới cảm nhận cái sự thích thú của nó. Sắp tới đây thì mình sẽ có các cái mẫu cây như là cây hàm tiếu. Đấy, trong miền Nam gọi là hàm tiếu, cũng là một cái cây rất là đáng để chơi các bạn ạ. Nó là vẫn là cái giống đó, nhưng mà cái đây là cái giống miền Bắc. Cái giống miền Bắc thì nó có cái đặc điểm ấy là
cái phần đây các bạn nhìn này, các bạn nhìn cái ngọn này, khi mà non ấy nó ra các cái lông ở trên này, ra cái lông ở trên này đấy. Đấy. Và lá của nó thì là cái cây này thường là năm cái cây này mình trồng nó nằm ở cái vị trí rất là nhiều nắng, nên là cái lá nó xoăn nhỏ tít lại. Thì khi mà cái cây nó nhiều nắng ấy, và nó nhiều nắng nhiều gió như vậy, ăn dinh dưỡng nó tốt ấy, thì cái cây nó luôn luôn là nó sẽ rất là khôn cây. Mình nói là như con người khôn cây, nó lì cây ấy. Nó nhiều mầm nhiều nhánh, răm nó nhỏ lắm. Đấy, và đặc biệt là có hạt này cả nhà. Hôm qua có một số bạn hỏi là cái hạt này ấy, là có dâm đấy không, thì bây giờ mình sẽ bứt nó vào thôi. Mình bảo với các bạn là các bạn phải trải nghiệm thôi ạ, không có cách nào cả. Để mình cũng là thử lần đầu xem. Đây nó có hạt này. Nó nứt, khả năng nó đang nứt này. Bây giờ mình cho vào đất, mình vùi, mình dâm trồng thôi. Tất cả những cây mà có hạt thì các bạn cứ thử thôi. Mình nghĩ là tỷ lệ nó vẫn có tỷ lệ là thành công. Ở đây hạt nó cứng, nó không phải là cái hạt mềm đâu. Tất nhiên là trồng hạt thì nó sẽ là lâu có hoa hơn các loại cây khác các bạn. Là lâu hơn các cái cây dâm canh. Đấy, đây hạt này, chín. Nó sẽ lâu hơn các bạn. Đây, hạt quả đây. Cái cây này là anh trai ở Bắc Ninh nhà anh mua cái này rồi. Mua cái này về chơi, cái này cũng được các bạn. Đây. Đấy, cái cây này là nó cũng có cái đường nét đẹp. Đấy, hôm qua là mình cũng có giao lưu với mấy anh em, mỗi người lấy vài cây đấy. Cái mặt này mặt chơi cũng đẹp. Thế còn cây bên này nữa cả nhà. Thích lắm. Nói chung là vì cái hoa này thì các bạn miễn chê. Đây quả đây nó già thôi, nhưng mà cơ bản là nó cũng, mình muốn để thêm để cho nó chín hẳn. Đây những cái này là nó vàng vàng này các bạn nhé. Đấy nó vàng đấy. Đấy. Cây này các bạn cứ trồng chăm sóc nó cẩn thận tỉ mẩn, cây nó cũng nhanh lớn ạ. Nó không phải là ra nó nhiều cành nhiều nhánh ấy. Thì mình cũng chia sẻ nhiều cho các bạn rồi mà, cái cách các bạn tạo ra nhiều mầm nhiều cành ấy nó cũng rất là dễ. Các bạn cứ kéo cành giống như cây mộc hương mà. Đấy, đây là cây cuối cùng trong cái hàng này. Cái này hai thân, cái này thì kéo cái cành kia, cành thở nó ra để nó tròn tán thế này. Mình kể các bạn câu chuyện là tại sao này mình lại có duyên với cây lan tiêu, hay là cái gọi là cây hàn tiêu. Cách đây khoảng 3 năm gì đó thì có một cái cậu này, cậu ấy buôn cây mộc hương rất là giỏi. Bạn ấy cũng khá nổi tiếng trong mộc hương. Thì bạn ấy lên nhà mình chơi. Thế bữa đó thì bạn rủ mình đi chơi lên đó là lên Yên Bái. Đây, lên Yên Bái thì đang đi ở đường ý, thì mình mới thấy cái mùi mùi dầu chuối mà nó thơm thế nhỉ? Cái mùi này mình chưa bao giờ mình gặp. Thế nên mình mới yêu cầu xe cho dừng lại. Cho dừng lại đang đi ở đường nhé. Nhưng xe đi chậm. Các bạn dừng lại để xem là cái mùi hương này nó lạ vậy. Thì bắt đầu đi vào cái hẻm này đi vào. Thì vào hỏi thăm một cái chú đấy, chú ở đấy chú có 3 cây. Mà trước đấy chú bán cũng mấy cây rồi, còn cây to các bạn. Thế mình sau khi mình hỏi, mình ngó nghiêng cái thì mình quyết định luôn, mình bảo là
mới hỏi vài câu mà thấy cái hoa này nó có sẽ qua mùa nào. Thì lúc đó cái dịp đỡ cỡ đó tháng 4. Thì nhìn nó lá nó đẹp lắm các bạn ạ, nhìn lá nó cũng dày như thế này. Hoa nó sai hoa mà nó thơm, màu nó đẹp, nó dày hoa. Thế mình mới ra quyết định là mua luôn. Tức là bảo thầy chú để ở cháu nó về nó chơi. Thì cháu ứng cho chú một ít tiền để kỳ sau lên thì cháu ứng nốt cho chú, sau đấy là thuê xe về, người ta đánh đào đó về. Đấy các bạn ạ. Thế là cái tình cờ từ cái bữa đấy là mình biết đến cây lan tiêu. Đấy. Sau khi mà cứ đi đến chỗ nào là mình cũng có những các cụ, có những cụ thì người ta không muốn bán bởi vì người ta trồng quá lâu năm rồi. Thế thì mình rất là mê cái mùi hương của nó, thực sự là như vậy. Đấy là tình cờ, tình cái duyên đến như vậy các bạn ạ. Tất cả trong cuộc sống của chúng ta thế thôi. Chúng ta khi chúng ta đi đâu đó hay gặp gỡ một cái người bạn mới chẳng hạn. Đấy, hoặc là đi tức là cái quá trình mà chúng ta đi tìm cây hoặc đi mua cây hoặc săn cây ấy, thì nó cũng có cái duyên đấy các bạn ạ. Nó có cái duyên ấy, chứ không phải là chúng ta quyết định đi mà chưa chắc đã tìm được cây đâu. Đấy, nó là duyên. Có nhiều người á, người ta gặp duyên người ta mua được cây ngay ưng ý. Có những người đi cả tháng không tìm được cây. Đấy, cho nên là cái cuộc sống này nó cũng rất là thú vị các bạn ạ. Đấy. Đấy, cho nên từ lúc đó thì mình cũng có cảm tình với tất cả những loại cây mà có hoa có hương ấy. Đấy, và những cây dược liệu mà có thể làm, một là đầu tiên ấy là cái cây đấy nó phải có cái nét nghệ thuật hay không. Đấy. Cái thứ hai là nó có mùi hương hay không. Nếu mà không có mùi hương thì ít nhất là phải có mùi màu hoa, màu sắc hoa. Đấy, thì mình rất là ấn tượng. Đấy, thì các bạn thấy là không phải trong cuộc sống, không phải mỗi là chị em phụ nữ mà thích hoa. Đấy, đây là một cái sự khám phá mới là đàn ông người ta cũng rất là thích hương, thích hoa. Thì mỗi một cái cây ở trong cuộc sống của chúng ta nó có duyên đến với bạn, hay là các bạn mua được ở đâu đó, hay là các bạn được ai đó tặng, thì đấy là một cái duyên rất là tuyệt vời, đúng không? Đấy, cuộc sống nó rất thú vị như vậy. Thì hy vọng là chúng ta có một cái niềm đam mê với cây, với hoa, với thiên nhiên để giúp cho chúng ta có một cái đầu óc minh mẫn hơn, chúng ta sảng khoái hơn. Chúng ta khi sảng khoái được rồi, chúng ta sẽ làm việc rất hiệu quả. Đấy, và cuộc sống nó an nhiên các bạn. Cái quan trọng nhất trong cuộc sống này là an nhiên. Đấy, nó bình an rất là quan trọng. Rồi, xin cảm ơn cả nhà. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ. Mình xin phép là dừng lại đây. Thì mình có một cái kênh TikTok, đó là Tuấn Bonsai Channel ấy. Bạn có thể follow cái TikTok của mình. Đấy. Nếu các bạn thấy video ở trên kênh hữu ích thì các bạn nhớ like video và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn.